Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay vườn bonsai mình đang tiếp tục gửi đến các anh chị clip số 169. Trong clip ngày hôm nay thì em cũng có hơn 10 loại cây để giao lưu với anh chị. Cách mua bán của bên em thì vẫn y như thường lệ là nhận ship COD và bao phí vận chuyển tất cả những cái cây mà anh chị chọn mua. Cây nào có chậu hoặc là không có chậu thì em điều nói rõ cho anh chị biết. Những anh chị nào chưa từng mua cây của bên em thì vui lòng liên hệ với số điện thoại ở cuối cùng bên tay trái màn hình của anh chị. Đó là số điện thoại của vườn bonsai Minh Hưng. Anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là mình gọi điện thoại trực tiếp để mà mình chốt cây, nó sẽ nhanh hơn. Mã số 1 ngày hôm nay là một cây mai chú thủy nhị quý lá trung. Cây tàn ấm, cốt đùi to, bể đế thì nó cũng nở, đế điều tự nhiên. Hoành đế là 79cm, hoành thân 36, chiều cao 34, tàn ngang là 49cm. Anh chị so sánh giúp em cái lông bia với cái hoành gốc cũng như là chiều cao của cây. Tiếp tục quay một vòng, dòng nhị quý này thì nó ra hoa rất là nhiều. Nó cũng không thua gì kim giòn anh chị. Nhị quý ra hoa thì đầy cây. Cốt đùi hiện tại thì nó to khoảng gấp 3 lần so với ngón tay cái của mình. Đó, anh chị có thể nhìn qua màn hình và hình dung giúp em ha. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành lật cái cây và đem máy đến gần cho anh chị xem thật rõ luôn. Cây được nuôi kỹ, giót cây. Rồi đó là mặt trước, ở phía trước mình nhìn lên anh chị ha. Bây giờ em lật quay ra mặt sau và em lật lên cho anh chị thấy ở bên trên mặt sau luôn. Đây, ở mặt sau thì tất cả những cái cốt cành là nó đều được nuôi từ cái mầm lên. Anh chị thấy là cây rất là khỏe ha. Hiện tại thì cái thẹo nó đang ra rễ luôn anh chị. Rồi thả cây xuống và chỉ cho anh chị thấy là cái cọng rễ nó ở ngay chỗ cái thẹo luôn, chứng tỏ là cây nó rất là khỏe. Mặt cắt kéo mà nó ra rễ luôn. Dòng nhị quý thì nó mặt cắt nó kéo rất là nhanh. Đế tự nhiên và bệ đế rất là nở. Nở to. Nhìn nó lực cây. Cây mai chú thủy nhị quý mã số 1, giá của nó là 7.500.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Hiện tại thì cây nó đang có một vài chùm hoa lác đác trên cái tán lá anh chị. Dòng nhị quý thì nó ra hoa rất là nhiều, xuyên ra hoa nữa. Rồi xuống cây. Tiếp tục mã số 2 hôm nay là một cây me ngọt, me thái anh chị. Cây này tàn ấm, chi cành thì rất là đều, đẹp. Thân lắc xoắn lại và nó nằm trên mặt chậu anh chị. Ngóc đầu lên, thân rất là đẹp. Em báo thông số sau đó là em sẽ đem máy đến gần cho anh chị xem thật rõ chi tiết của cây me này ha. Hoành đế trên miệng chậu 72cm, hoành thân 22, chiều cao 54 và tàn ngang là 69cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành thân. Cái này để cái lông bia sát cái hoành thân cho anh chị dễ hình dung. Đúng rồi. Thì giờ nó hơi to cho nên là em phải đem cái máy ra xa cho anh chị thấy được tổng thể của cây. Em tiếp tục quay một vòng cho anh chị thấy bên ngoài, sau đó là em đem máy đến gần. Rồi, ở cái mặt sau này thì em sẽ tiến hành nghiêng cây và đem máy lại cho anh chị xem thật rõ cốt cành nó như thế nào. Tất cả những cái chi tiết nó đều được sửa rất là tỉ mỉ anh chị. Thân lắc, chi cành phân bổ rất là đồng đều. Và phần trên ngọn thì nó giót cây. Cây rất là sạch, liền lạc, không có bị cháy tuột da. Đó là tổng thể của cái mặt sau. Mặt trước thì em nghiêng nhẹ lên một tí xíu cho anh chị luôn rồi quay tiếp tục quay thêm luôn. Đây, ở cái mặt này thì anh chị thấy là nó lắc, giót cây, giót lên tới đỉnh luôn anh chị. Tàn thì ấm mịn và đều, thân xoắn. Rồi em phải quay thêm một vòng nữa cho anh chị xem cái phần thân của nó xoắn lại và nó nằm dài trên mặt chậu, nhìn rất là lực cây, đẹp. Cây me thái mã số 2, giá của nó là 6.000.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị vì hiện tại nó đang nằm trong một cái chậu nuôi. Chậu này thì rất là nặng anh chị, chậu xi măng rẻ tiền. 6.000.000 cho cây me mã số 2. Tiếp tục mã số 3 hôm nay là một cây hoa giấy Mỹ. Cây này là cây hoa giấy Mỹ rinh anh chị. Hiện tại thì hoa nó đang bắt đầu nở trên tán lá. Tí xíu em sẽ quay rõ cho anh chị xem. Cây thì liền lạc, không có bị cháy tuột thân, sạch cây. Hoành đế trên miệng chậu
64 cm, hoành thân, đoạn trên cái eo nhỏ nhất là 25 cm, chiều cao 58 và tàn ngang là 59 cm. Anh chị so sánh cái lon bia giúp em so với cái hoành thân. Cái này thì nó rất là to cho nên em để máy ở xa. Tiếp tục quay vòng cho anh chị xem. Cái này thì tàn ấm, hoa giấy được vô dây sửa chi cành rất là tỉ mỉ, kỳ công. Tất cả những cái đoạn tay cành của nó là đều được bẻ co lắc anh chị, chứ không phải là thẳng đuột. Rồi bây giờ em sẽ đem máy đến gần cho anh chị xem cái dàn tán lá của cây. Tất cả chi cành là đều được vô dây nhôm và sửa. Anh chị thấy là nó lắc rất là đẹp. Đó là mặt trước. Rồi quay ra mặt sau. Ở cái mặt này thì anh chị có thể thấy thật rõ được cái dàn form tàn của nó luôn nè. Nhìn rất là có duyên. Rồi hiện tại thì hoa nó đang bắt đầu nở lác đác trên tán lá, nên anh chị thấy là nó bắt đầu có màu hồng rồi. Này là hoa nó còn non anh chị, chưa có khi mà một thời gian nữa mà nó nở rộ thì nó mới là ra màu đỏ rực. Cốt đùi hiện tại thì nó to đều đều với ngón tay út của mình. Tất cả những cây hoa giấy này là những cây đều được nuôi cốt đùi, vô dây nuôi cốt đùi rồi sau đó thì mới bấm thúc lại và lợp tàn. Đó là cách làm của nhà vườn em, như anh chị cũng đã từng biết ha. Cọc rễ thì xoắn với nhau, nhìn rất là có duyên. Cây hoa giấy Mỹ mã số 3, giá của nó là 2.800.000. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị, vì hiện tại là nó đang nằm trong một cái chậu khá nặng. Chậu này là chậu xi măng anh chị, chậu xi măng lục giác. Chậu này không thể gửi được bởi vì nó rất là nặng, nó sẽ vượt quá cái khung cho phép của bên vận chuyển. Và mà nếu mà vượt quá khung cho phép thì phí nó sẽ rất là cao. Cho nên là cây này em bó bầu anh chị, 2.800.000 là bó bầu để gửi cây. Cây này là thuần trong chậu cũng khá lâu rồi cho nên anh chị không phải lo lắng. Tiếp tục mã số 4 hôm nay là một cây linh sam sông Hinh lá kim, kim sông Hinh, một cây lùng lực, cốt đùi to, đế điều tự nhiên. Cây này rất là đẹp, thân lắc. Vậy thấy là những cái co của nó, phần trên đỉnh nó lắc rất là đẹp, có duyên. Hoành đế trên miệng chậu 42 cm, hoành thân 22, chiều cao 18 và tàn ngang là 34 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc cũng như là chiều cao của cây. Cây này thì nó lùng anh chị, nó có 18 cm thôi. Lùng lực. Cốt đùi hiện tại thì nó to gấp chắc cỡ 3 đến 4 lần so với ngón tay cái của mình. Vậy thấy là những cây này là được nuôi cốt đùi rất là kỹ. Tất cả những cái cốt đùi này là đều được nuôi từ cái mầm mà lên đó anh chị. Cây này chắc cũng hơn 4 năm rồi. To lực. Cái này thì anh chị chỉ cần về chơi thôi chứ còn không cần phải làm thêm chi tiết nào khác. Nó đã đầy đủ hết trơn rồi. Đây, nuôi theo cái kiểu cắt giật. Cốt đùi to rồi cắt. Bắt đầu chờ lợp. Nhìn cây rất là có duyên. Cây linh sam kim sông Hinh mã số 4, giá của nó là 2.600.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này hiện tại đang nằm trong một cái chậu đất nung, chậu kiểu, chậu chữ nhật, cũng khá là dễ thương, phù hợp với cái dáng cây. Tiếp tục mã số 5 hôm nay cũng là một cây linh sam sông Hinh lá kim, kim sông Hinh, cốt đùi cũng to. Cây này thì tàn nó còn hơi thiếu một tí xíu. Anh chị về vừa chơi vừa nuôi thêm. Hoành đế trên miệng chậu 39 cm, hoành thân 20, chiều cao 22 và tàn ngang là 35 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc. Hiện tại cốt đùi của nó thì to ngang với ngón tay cái của mình và tương đối là đều đều nhau, không có chênh lệch quá nhiều anh chị. Cũng được nuôi rất là kỹ, đế tự nhiên, chi cành thì phân bổ đồng đều. Cây linh sam mã số 5, giá của nó là 1.200.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Hiện tại thì cây nó đang nằm trong chậu đất nung hình oval áng mây. Tiếp tục mã số 6 hôm nay cũng là một cây kim sông Hinh, linh sam sông Hinh lá kim. Cây này thì giá tiền nó rẻ hơn do nó cũng tàn nó cũng còn hơi bị thiếu, nhưng mà được cái là thân nó đẹp, thân lắc và chi cành thì phân bổ nó đồng đều, nhìn rất là khá cây.
Hoành đế ra miệng chậu 38 cm, hoành thân 18, chiều cao 18 và tàn ngang cũng là 38 cm. Cây này thì nó chỉ có hai con số là 18 và 38 anh chị. Tương đối như vậy thì cũng đã khá là dễ thương rồi anh chị. Về mình vừa chơi vừa nuôi thêm, giá nó cũng hợp lý. Những phần cơ bản là đã có đầy đủ rồi. Cây này thì đế đều tự nhiên anh chị, mặt nào cũng có rễ, không có bị thiếu. Cây Linh Sam mã số 6, giá của nó là 800.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ gửi luôn cái chậu nhựa đen này cho anh chị. Nó đang nằm trong cái chậu này là chậu nuôi anh chị. Tiếp tục mã số 7 hôm nay cũng là một cây Linh Sam Song Hinh lá kim, kim Song Hinh. Hoành đế ra miệng chậu 36 cm, hoành thân 20, chiều cao 34 và tàn ngang là 42 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc cũng như là chiều cao của cây. Cây này thì cốt đùi nó to, nhìn cũng khá là có duyên, cong cao. Cốt đùi thì nó to muốn gần gấp đôi so với ngón tay cái của mình. Rồi, để ngón tay vô so sánh cho anh chị hình dung. Cỡ hơn 1.5 ngón tay cái anh chị. Cây này tông cao cho nên là tàn về thì cũng đã chơi được anh chị. Không cần mình phải làm thêm nhiều. Đế thì quá trời là đế luôn. Bệ đế đặc, điều đầy đủ. Cây Linh Sam Song Hinh lá kim mã số 7, giá của nó là 900.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ gửi luôn cho anh chị cái chậu nhựa đen đang nuôi của nó luôn. Anh chị về và tìm cho mình một cái chậu phù hợp với nó rồi mình vô. Tiếp tục mã số 8 hôm nay là một cây trăng vàng lá nhỏ, mẫu đơn vàng lá nhỏ. Cây này thì cái bệ đế của nó đặc, to. Cái cốt chính của nó cũng to nên anh chị, nhìn rất là lực cây. Hoành đế trên miệng chậu là 44 cm, hoành thân 30, chiều cao 32 và tàn ngang là 39 cm. Anh chị so sánh cái lon bia giúp em. Tất cả những cái thông số của cây là đều có ghi lên thành chậu, cho nên khi nào mà nhận cây thì anh chị có thể đối chiếu với cái số đo thực tế và cái đoạn clip mà em có nói rõ, anh chị về và so sánh lại giúp em ha. Tất cả thông số là đều được nói rõ ràng. Đây là những cây cũng được nuôi cốt đùi, nhưng mà trang thì cốt đùi nó hơi lâu to, vậy thì tàn ấm rồi anh chị, ra hoa rất là nhiều lần. Cây trang vàng mã số 8, giá của nó là 1.100.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Hiện tại thì cây đã thuần trong chậu này khá lâu. Tiếp tục mã số 9 hôm nay là một cây sam hương. Cây này là cây được sắp đế từ nhỏ, đế đều và cái bệ đế của nó nở nhìn rất là đẹp, điều tự nhiên anh chị. Hoành đế trên miệng chậu 42 cm, hoành thân 20, chiều cao 24 và tàn ngang là 42 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân. Cái này thì thẹo nó cuốn rất là nhiều. Cũng còn một số cốt đồ, hiện tại thì nó to ngang với ngón tay cái của mình. Thẹo trên thân thì nó cũng còn một số nơi. Nó còn khoảng cây này thì lành thẹo được khoảng 70% anh chị. Còn 30% nữa là nó lành hoàn toàn. Vậy đi cho anh chị dễ hình dung ha. Em khi mà em nói 70% là em luôn trừ hao anh chị. Chứ thật ra thì cây này nó cũng còn có ít chứ không nhiều hơn 30% đâu. Cây sam hương mã số 9, giá của nó là 1.300.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị, vì hiện tại nó đang nằm trong một cái chậu xi măng rẻ tiền. Chậu này cũng rất là nặng. Tiếp tục mã số 10 hôm nay là một cây linh sam siêu hoa. Cây này là được trồng trong ống nhựa 90 và được sửa thân từ nhỏ, thân lắc và những cái co nó cũng rất là gắt. Anh chị thấy thật rõ trong màn hình ha. Hoành đế trên miệng chậu 28 cm, hoành thân 14, chiều cao 38 và tàn ngang là 52 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc cũng như là chiều cao của cây. Cốt đùi hiện tại của nó thì nó to ngang với cỡ ngón tay cái của mình. Cây này được nuôi cốt đùi, tàn thì ấm. Những cây mà được sửa thân từ nhỏ thì tạo ra những cái dáng nó cũng khá là dễ thương, lắc và rất là gắt.
Linh Sam siêu hoa trồng trong ống nhựa. Cây Linh Sam mã số 10, giá của nó là 1 triệu đồng bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị, vì cái dòng siêu hoa thì nó rất là khỏe. Chỉ cần bó cái bầu và giữ ẩm tốt cho nó thì nó không có vấn đề gì hết anh chị, vận chuyển bình thường. Tiếp tục mã số 11 hôm nay cũng là một cây Linh Sam siêu hoa. Cây này được sửa thân từ nhỏ nhưng mà không phải là trồng, không phải là cái loại trồng trong ống nhựa anh chị. Chậu này, cái này là cây trồng dưới đất, sửa thân thôi. Hoành đế trên miệng chậu 39 cm, hoành thân 14, chiều cao 29 và tàn ngang là 39 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc. Này là những cây được sửa thân từ nhỏ, tàn ấm. Cốt đùi hiện tại thì nó to đều đều nhau với cỡ ngón tay cái mình, gần bằng ngón tay cái chứ còn chưa được 1.8, 1.10, nhưng mà nó là to hơn cái tổ út nha anh chị. Cốt đùi lật mặt trước lật mặt sau, dáng cũng rất là dễ thương. Dòng siêu hoa thì hoa nó ra như anh chị biết là nghe cái tên siêu hoa thì biết rồi, ra hoa quanh năm và rất là nhiều. Cây Linh Sam mã số 11, Linh Sam siêu hoa, giá của nó là 800.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ gửi luôn cái chậu nhựa này cho anh chị luôn. Tiếp tục mã số 12 hôm nay cũng là một cây Linh Sam siêu hoa, loại được sửa thân từ nhỏ, trồng dưới đất không phải là trồng trong ống nhựa. Hoành đế trên miệng chậu 34 cm, hoành thân 14, chiều cao 29 và tàn ngang là 38 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc. Cây này tàn ấm, cốt đùi thì to đều nha, cốt đùi hiện tại thì to ngang với ngón tay cái mình. Tất cả đều là những cây được nuôi cốt đùi. Thời gian nuôi cốt đùi thì nó luôn lâu hơn là mình lợp ăn gian rồi mình bán anh chị, cho nên là giá trị nó phải cao hơn do cái công mình nuôi lâu. Cây Linh Sam mã số 12, Linh Sam siêu hoa, giá của nó là 900.000 bao phí vận chuyển. Cây này em sẽ gửi luôn cái chậu nhựa đen cho anh chị luôn. Anh chị về nhà khi nhận cây thì so sánh cái thông số trên có ghi là thành chậu giúp em ha. Tiếp tục mã số 13 hôm nay là một cây Linh Sam sông Hinh lá trung. Chỉ có phần trên đỉnh là được ghép Linh Sam hồng phấn. Hoành đế trên miệng chậu 39 cm, hoành thân 18, chiều cao 30 và tàn ngang là 34 cm. Anh chị so sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân. Rồi giờ anh chị để ý giúp em là ngay ngón tay em chỉ là cái chỗ mà ghép Linh Sam hồng phấn. Cây này là chỉ ghép có một bo duy nhất. Ở trên thì là nó ra cái màu hồng phấn. Hồng phấn là dòng Linh Sam mà đột biến từ Linh Sam siêu hoa nha anh chị. Màu hồng nhiều hơn là màu trắng. Đặc biệt là hoa của nó khá thơm, rất là thơm luôn. Cây này thì có giá tương đối là đặc biệt. Cây Linh Sam mã số 13, giá của nó là 600.000 bao phí vận chuyển. Và cây này em gửi luôn cái chậu nhựa đen cho anh chị luôn. Rất là dễ chơi, chỉ có 600.000. Cây này nó sẽ được ship về tận nhà cho anh chị luôn. Tiếp tục mã số 14 hôm nay là một cây mai gió thủy gò công lá trung. Dòng này thì em vẫn hay bán trên những cái clip trước, nhưng anh chị nào mà đã thường xuyên theo dõi clip em thì chắc chắn là sẽ nhận ra dòng gò công lá trung này thì cây nó rất là mạnh, nó khỏe cây, thẹo cũng cuốn rất là nhanh. Hoành đế trên miệng chậu 36 cm, hoành thân 18, chiều cao 25 và tàn ngang là 29 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc. Dòng mini, cốt đùi hiện tại của nó thì to ngang ngang với cỡ ngón tay út của mình và nó đều đều nha, cũng dễ, rất là dễ nhận ra. Đế tự nhiên, tàn ấm. Cây mai gió thủy gò công mã số 14, giá của nó là 1.200.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này thì em đã thuần trong chậu này khá lâu rồi anh chị. Tiếp tục mã số 15 hôm nay là một cây mai gió thủy da đen lá lớn nhưng mà dòng mini. Cây này thì đế 24 giờ đều tự nhiên, thân lắc tông cao. Hoành đế trên miệng chậu 32 cm, hoành thân 12, chiều cao 25 và tàn ngang là 34 cm. Anh chị so sánh cái lon bia giúp em. Tuy rằng là mini nhưng mà được nuôi rất là kỳ công, tất cả những cái chi cành của nó là đều được đóng rất là chính xác. Vô dây sữa cũng khá là tỉ mỉ, đẹp. Anh chị nhìn kỹ cho thấy được cái đoạn phần thân của nó được nuôi cắt giật.
cốt đuôi hiện tại thì to cỡ ngón tay cái mình, thẹo trên thân thì lành khoảng 80%. Cơ bản thì cây này tất cả những cái chi cành nó đã có đầy đủ, nó còn thiếu một số chi tiết tàn thôi chứ còn không còn nhiều lắm. Chỉ cần lợp nhẹ là anh chị đã có một cái cây đẹp mini. Thân của nó thì được tạo những cái vết thẹo anh chị, tạo nu bằng cái cách là mình rọc bỏ thân và hiện tại nó đã lành rất là nhiều. Đây là bắt chước mấy anh em làm theo mà. Cây mai chí thủy mã số 15, giá của nó là 1.500.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị, vì hiện tại nó đang nằm trong một cái chậu nhựa và cái chất trồng nó là đất lấp mặt cho nên là nó rất là nặng. Cây này thì em bó bầu là anh chị ha, 1.500.000 cho cây mã số 15 bó bầu không có chậu. Mã số 16 hôm nay là một cây mai chí thủy trung nu, mai chí thủy lá trung anh chị, trung nu. Cây này là cây siêu mini, cốt đuôi cũng khá to, hoành đế ra miệng chậu 25 cm, hoành thân 14, chiều cao là 8 cm và tàn ngang là 16 cm. Anh chị so sánh giúp em cái hộp quẹt với cái chiều cao của cây. Dòng siêu mini thì nó có tí xíu thôi anh chị. Cốt đuôi hiện tại thì nó to ngang với ngón tay út của mình, lật vừa vừa, lật quá thì anh chị không thấy được. Đúng rồi, cốt đuôi cả ngón tay út. Chi cành phân bổ đồng đều, đế đều đẹp, bể đế thì nở, anh chị thấy là cái bể đế nó đều và rễ cấp 2 nó đã ra khá nhiều, những cái vết thẹo rễ thì nó đã lành hết trơn rồi anh chị. Cây này nằm vườn em thấy vậy chứ cũng khoảng tầm từ 3 năm mấy, gần 4 năm rồi anh chị. Siêu mini chứ nuôi cũng khá lâu. Cây trung nu mã số 16, giá của nó là 1.500.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị, vì hiện tại mùa này thì mình đã bắt đầu sang chậu mới bình thường rồi. Dòng lá trung thì nắng lên là sang chậu nó sẽ an toàn hơn. Mã số 17 tiếp tục là một cây mai chí thủy lá trung, trung nu, dòng siêu mini. Bể đế nở, thân thì lùn, lắc, cốt đùi to. Hoành đế ra miệng chậu 26 cm, hoành thân 16, chiều cao 9, tàn ngang là 16 cm. Anh chị so sánh cái hộp quẹt giúp em với cái chiều cao của cây. Chiều cao cây này nó chỉ có 9 cm thôi anh chị. Cốt đùi hiện tại thì nó to ngang với cỡ ngón tay cái của mình. Cốt đùi này là được nuôi từ cái mầm chứ không phải là cái cốt cành có sẵn anh chị ha. Rất là lùn, cây này là cây tán đầu đinh hồi lúc trước đây, cũng cỡ 4 năm anh chị, tàn ngấm. Cây trung nu mã số 17, giá của nó là 1.400.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị, vì hiện tại nó đang nằm trong một cái chậu nhựa to, chậu này là chậu nuôi. Tiếp tục mã số 18 hôm nay là một cây trung nu siêu mini. Cây này siêu mini nhưng mà thân lắc, cốt đùi to và cái chi cành nó bắt tương đối là đẹp anh chị, khá chuẩn, đế tự nhiên và nó đều đều đẹp luôn. Hoành đế trên miệng chậu là 16 cm, hoành thân 8, chiều cao chỉ có 6 cm và tàn ngang là 12 cm. Anh chị so sánh cái hộp quẹt giúp em, cây này nó lùn hơn hộp quẹt một chút ha. Anh chị thấy là thân của nó lắc và nó giót, cũng là cây được tán đầu đinh lúc trước đây. Tán đầu đinh có 2 cm thôi đó anh chị, từ cổ rễ lên chỉ có 2 cm mà mình nuôi được tới giờ như thế này. Tiếp tục lật lên cho anh chị thấy được phía dưới, tại vì nó có 6 cm rồi, nó rất là lùn. Cái này là dành cho những anh chị nào mà yêu thích cái dòng siêu mini, trung nu siêu mini thì quá đẹp rồi, không còn gì bằng. Tàn ngấm, cái này chuẩn cây, thẹo nó lành hình như là lành hết trơn anh chị. Cây trung nu mã số 18, giá của nó là 1.000.000 bao phí vận chuyển và cây này em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị. Cây này thì bởi vì mà anh chị đã có thể sang được chậu nhỏ mình chơi luôn rồi, nhưng mà khi sang chậu thì anh chị nhớ là cái cách lồng chậu ha, để cho giữ được độ ẩm cho cây và khiến để cho rễ non nó mau ra. Tiếp tục mã số 19 là một cây mai chí thủy lá trung, trung nu, dòng siêu mini. Hoành đế trên miệng chậu 16 cm, hoành thân 8, chiều cao 11 và tàn ngang là 18 cm.
so sánh giúp em cái hộp quẹt với cái thân cây cũng như là chiều cao. Cái này cũng dễ thương. Cốt đùa hiện tại thì nó to đều đều với gần to hơn con tay Úc nhưng mà vẫn còn nhỏ hơn con tay cái mình. Đều nhau, tàn ấm, thân lắc. Đặc biệt là cây này nó thuần trong chậu này khá lâu, rễ non nó đang bò trên mặt chậu rất là nhiều, trắng phiếu luôn anh chị thấy rõ ha. Cây Trung Nu mã số 19, giá của nó là 800 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này để trên bàn tay như thế này đây, anh chị thấy là nó rất là nhỏ, rất là dễ thương. Chỉ có 800 ngàn, cây này nó sẽ được ship về tận nhà cho anh chị. Mã số 20 hôm nay tiếp tục là một cây sam trái của miền Tây trồng. Cây này vẫn đang có những cái chùm trái luôn, tí xíu sẽ quay cho anh chị xem thật rõ. Cũng là cây được sửa thân từ nhỏ, gọng, đổ, co lắc rất là đẹp. Hoành đế trên miệng chậu 24 cm, hoành thân 14, chiều cao 19 và tàn ngang là 46 cm. Anh chị so sánh giúp em cái lon bia. Cây này thì đế nơm nhưng mà là đế đều luôn chị. Sam trái mà đế đều như thế này thì cũng không có nhiều đâu. Cây này tự nhiên là đế nó đều, thân lắc và nu rất là nhiều trên cây, gọng đổ rất là đẹp. Đây bây giờ em sẽ đem máy đến gần cho anh chị xem, anh chị nhìn cái hình ngón tay, cái ngón tay em chỉ ha. Đó là hình những cái chùm trái. Cho anh chị hoàn toàn yên tâm đây là sam trái của miền Tây trồng. 100% là sam trái chứ không phải là sam bông. Rất là nhiều chùm. Còn nhiều nữa nhưng mà em chỉ sơ sơ cho anh chị thấy những cái chùm dễ nhìn trước đi. Còn bên trong nó vẫn còn những cái chùm nữa mà mình... khi nào về thì anh chị tự động sẽ nhìn thấy. Cốt đùa hiện tại của nó thì to ngang với cỡ thân cây viết của mình. Cây sam trái mã số 20, giá của nó là 900 ngàn, bao phí vận chuyển. Cây này em gửi luôn cái chậu nhựa cho anh chị về và anh chị sang cho nó một cái chậu theo ý anh chị muốn ha. Khá là đẹp cây. Tiếp tục mã số 21 hôm nay là một cây sam trái của miền Tây trồng. Một cây có cái co đổ rất là đẹp, nu nhiều, già cây. Con này đẹp, đều, đều. Nó càng về phần ngọn thì nó càng ngắn lại. Nhìn rất là có duyên. Hoành đế trên miệng chậu 32 cm, hoành thân 15, chiều cao 18 và tàn dài của nó là 55 cm. Cái này thì quá với cái khung của thùng xốp, cho nên là phí nó sẽ cao. Tiếp tục quay một vòng cho anh chị xem, những anh chị nào mà yêu thích cái giọng, cái gọng đổ của những cây sam trái thì em nghĩ là với những cái gọng này thì khó lòng mà chê được. Đẹp, rất là có duyên và nó đều nha. Cây sam trái mã số 21, giá của nó là 900 ngàn, bao phí vận chuyển. Cây này em sẽ gửi luôn cái chậu nhựa đen cho anh chị luôn. Mã số 22 hôm nay tiếp tục là một cây hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai là cây seri Thái anh chị. Cây này là lượt lấy rễ làm thân. Hoành đế trên miệng chậu 18 cm, hoành thân đoạn trên cổ của cây là 12 cm, chiều cao 24 và tàn ngang là 22 cm. So sánh cái lon bia giúp em. Cây này thì hiện tại vẫn còn đang được định hình nhờ một sợi dây nhôm to. Đúng rồi, phần thân anh chị nhìn cho nó đẹp. Cây hồng ngọc mai mã số 22, giá của nó là 700 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây rất là dễ thương, tàn ấm. 23 tiếp tục là một cây hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai là cây seri Thái, cũng là loại lấy rễ làm thân. Hoành đế trên miệng chậu 20 cm, hoành thân đoạn trên cổ của cây là 9 cm, chiều cao 30 và tàn ngang là 29 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành gốc, cộng rễ nó cũng to anh chị. Cây hồng ngọc mai mã số 23, giá của nó cũng là 700 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 24 hôm nay là một cây mai chú thủy lá kim, kim giòn. Một cây tông cao, thân lắc rất là có duyên, đế đều và nó nở đế. Hoành đế trên miệng chậu 26 cm, hoành thân 11, chiều cao 22 và tàn ngang là 24 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành gốc. Dòng kim giòn thì nó ra hoa quanh năm và rất là xiên ra hoa. Cây này tàn ấm. Cốt đùa hiện tại thì nó to ngang với ngón tay út của mình, anh chị dễ hình dung ha. Cây kim giòn mã số 24, giá của nó là 900 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây đang nằm trong một cái chậu kiểu chậu tròn, chậu đất nung anh chị, nhìn rất là đẹp,
phù hợp với cái dáng cây. Tiếp tục mã số 25 hôm nay cũng là một cây mai cho thủy lá kim kim giòn. Hoành đế trên miệng chậu 29 cm, hoành thân 13, chiều cao 19, tàn ngang là 22 cm. So sánh giúp em cái lông bia với cái hoành gốc. Cúc đùi thì nó to ngang ngang với cỡ ngón tay út của mình, gần bằng ngón tay út. Tất cả đều là những cây được nuôi cúc đùi. Lật lên mặt trước và lật mặt sau cho anh chị thấy thật rõ luôn. Cây kim giòn mã số 25, giá của nó là 600.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này cũng đã được thuần chậu này khá lâu rồi. Mã số 26 hôm nay gồm có một cặp linh sam. Một cây là linh sam siêu hoa và một cây là linh sam kim song hình, linh sam song hình lá kim. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị là một cây linh sam siêu hoa mini. Hoành thân 5 cm, chiều cao 20 và tàn ngang là 26 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình là một cây kim song hình, linh sam song hình lá kim anh chị. Hoành đế 26, hoành thân 9, chiều cao 29 và tàn ngang là 26 cm. Cây bên tay phải là được sửa thân từ nhỏ. Anh chị so sánh giúp em cái hộp quẹt em để giữa hai cây ha. Ở cây bên tay trái thì nó là cây tí xíu thôi, cỡ cái thân của nó bằng ngón tay út của mình anh chị. Nếu được cái là tàn nó ấm và nó đẹp. Nó là cây linh sam siêu hoa cho nên nó ra hoa quanh năm. Còn cây bên tay phải màn hình là cây kim song minh anh chị, là cây được sửa thân từ nhỏ, tàn cũng đã ấm rồi. Chi cành thì nó to cỡ ngón tay út của mình và nó đều nhau. Cặp linh sam kim song minh và linh sam siêu hoa mã số 26, giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Cây linh sam siêu hoa thì đang nằm trong chậu đất nung và cây kim song minh là đang nằm trong một cái chậu lục giác và bằng nhựa nghe anh chị. Anh chị lưu ý giúp em. Về anh chị không thích cái chậu nhựa này thì mình sang cho nó một cái chậu đất nung khác hoặc là cái chậu nào mà anh chị thấy thích. Tiếp tục mã số 27 hôm nay gồm có một cặp hai cây, một cây là sam trái của miền Tây trồng và một cây là trang sen. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị là một cây trang sen. Hoành thân 5 cm, chiều cao 12 và tàn ngang là 10 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình là một cây sam trái của miền Tây trồng. Hoành thân 6, chiều cao 16 và tàn ngang là 10 cm. Hai cây hai dáng khác nhau. Cây sam trái thân lắc rất là đẹp. Đây anh chị để ý giúp em ha. Thân lắc và co nó cũng rất là gắt. Dòng siêu mini mà được nuôi cốt đùa cũng khá kỹ. Thân lắc lên tới đỉnh luôn anh chị. Cặp trang sen và sam trái mã số 27, giá của nó là 600.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Riêng 600.000 thì cái cây sam trái không nó cũng đã đủ tiền rồi anh chị, giống như là bán cây tặng cây cho vui mà. Cây bên tay trái là cây trang sen, tay phải là cây sam trái của miền Tây. Dòng mini này em cũng gần hết hàng luôn rồi. Và đây cũng là cặp cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt tất cả các anh chị. Mình hẹn gặp lại trong clip sau.